Thư viện Phật giáo Hòa Hảo thực hiện diễn đọc Tìm hiểu giáo lý căn bản của Phật giáo Hòa Hảo Bài 6 Luận về Bác Chánh Đạo Phần 2 Chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm và chánh định một Câu hỏi Hãy định nghĩa chánh mạng và tà mạng. 2. Câu hỏi: Nguyên nhân nào sanh tà mạng và dạ, hành trạng của tà mạng ra sao? 3. Câu hỏi: Người sống theo tà mạng có tai hại gì và dạ, muốn được chánh mạng ta phải tu cách nào? 4. Câu hỏi: Hành chánh mạng xong được lợi ích gì? 5. Câu hỏi: Thiền định là gì và tại sao Đức thầy dạy ta phải đặt nó làm thể chất? 6. Câu hỏi: Tại sao trong Chánh mạng nói linh hồn nhập liên hoa tự tánh mà không nói nhập liên hoa cõi cực lạc? 7. Câu hỏi: Hãy định nghĩa chánh ngữ và tà ngữ. 8. Câu hỏi: Nguyên nhân nào sanh tà ngữ và dạ. hành trạng tà ngữ ra sao? 9. Câu hỏi: Người nói không chánh ngữ có tai hại gì? Và dạ. muốn được chánh ngữ phải làm sao? 10. Câu hỏi: Lợi ích của chánh ngữ như thế nào? 11. Câu hỏi: Định nghĩa chữ chánh niệm và tà niệm. 12. Câu hỏi: Hãy định nghĩa chánh ngữ và tà ngữ. Nguyên nhân nào sanh tà ngữ và hành trạng tà ngữ ra sao? 13. Câu hỏi: Người nói không chánh ngữ có tai hại gì và muốn được chánh ngữ phải làm sao? 14. Câu hỏi lợi ích của chánh ngữ như thế nào? 15. Câu hỏi. Định nghĩa chánh định và tà định. 16. Câu hỏi. Lý do nào sanh tà định và người sống theo tà định tai hại như thế nào? 17. Câu hỏi. Muốn được chánh định ta phải làm sao? Và hành chánh định được lợi ích gì trân trọng kính mời quý vị quý phật tử và chư quý đồng đạo lắng nghe diễn đọc tuấn anh và ngọc minh nam mô a di đà phật câu hỏi một hãy định nghĩa chánh mạng và tà mạng chánh mạng chánh văn chánh mạng sanh mạng chân chánh trong sạch ở đời người ta hay lấy xác thân mình làm gốc và hay quý trọng săn sóc nó ấy cũng do lục căng mà ra nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mắt ưa xem sắc đẹp tai ưa nghe tiếng hay mũi ưa ngửi hương thơm Lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Người ta tìm đủ phương thế bổ dưỡng thân xác mình, làm cho trí tuệ càng ngày càng thêm mờ ám, ngu đần, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Thế nên, hãy xa lánh những điều làm tinh thần bị đen tối, bỏ hết đài các xa hoa thân mình tự chủ để tìm chỗ bất diệt bất sanh. Thiên định đặt làm thể, trí tuệ đặt làm mạng, linh hồn nhập liên hoa, siêu sanh vào cõi niết bàn. Hai. Câu hỏi. Nguyên nhân nào sanh tà mạng? Và hành trạng của tà mạng ra sao? Chánh mạng là sanh mạng chân chánh trong sạch sống theo trí huệ đạo đức Tà mạng đời sống tà dậy như xấu sống theo vô minh dục vọng nguyên nhân tà mạng người đời vì quá quý trọng xác thân và lo bảo vệ săn sóc nó nên tạo nếp sống như bẩn tà ác hành trạng bởi tâm hồn sống theo tà mạng nên để lục căng ô nhiễm lục trần như mắt ưa xem sắc đẹp tai ưa nghe tiếng hay mũi ưa ngửi mùi thơm lưỡi ưa đồ ngon béo thân ưa sự sung sướng ý ưa chức phận cao ba câu hỏi người sống theo tà mạng có tai hại gì và dạ, muốn được chánh mạng ta phải tu cách nào tai hại. Người sống theo tà mạng nên thường chuốt lấy những tai hại. Thứ nhất, trí huệ mờ ám ngu đần. Thứ hai, không còn lo nghĩ đến sự tiêu diệt giống sanh tử. Thứ ba, gây nhiều nghiệp tội để phải luân hồi đền trả. Hành chánh mạng Để sống đúng theo chánh mạng, hành giả phải ghi nhớ những điểm như sau. Thứ nhất, đối với bên ngoài, ta phải xa lánh những điều làm cho tinh thần bị đen tối như lục trần, lục dục, đài cát xa hoa. Lục căng đối với lục trần, tâm không hề ô nhiễm, lúc nào cũng vẫn như như bất động. Thứ hai, bên trong tự chủ thân tâm, nhắm mục tiêu bất diệt, bất sanh tiến tới. Đức Thầy dạy Mục chánh mạng chúng sanh ơi hỡi Cho hồn lên cai quản châu thân Lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần Mới có thể mong về cực lạc Thứ ba Muốn đạt đến cực lạc Tự tánh ta phải tu tập thiền định Làm thể chất căn bản Thiền định được Tức trí huệ sáng màu Từ đó ta cứ sống theo trí huệ nên khỏi bị khách trần lôi kéo gạt gẫm. 4. Câu hỏi Hành chánh mạng xong được lợi ích gì? Lợi ích Tu chánh mạng, hành giả sẽ được các điều lợi ích. Thứ nhất, linh hồn đặng nhập liên hoa tự tánh, nghĩa là thể thanh tịnh. Thứ hai, siêu sanh vào cõi niết bàn, bất diệt bất sanh. Tóm lại hai phần Thiền định đặt làm thể Trí tuệ đặt làm mạng Là cái nhân tu hành Còn linh hồn nhập liên hoa Và siêu sanh vào cõi niết bàn Là cái kết quả Kết luận Đại khái khi hành được chánh mạng Không còn ác duyên trầm trệ trong lục đạo Thân tâm khinh khoái Mà vào cõi giải thoát và quá độ đặng dư số chúng sanh. Câu hỏi năm. Thiền định là gì và tại sao Đức thầy dạy ta phải đặt nó làm thể chất? Thiền định do chữ thiền na, gia Na có nghĩa để tâm trong sạch yên lặng mà suy gẫm việc đạo lý mầu nhiệm, không phân biệt ngồi nằm hay đi đứng cách nào cũng thiền định được cả. Đức Thầy khuyên, sớm tối đi nằm, y chánh pháp. Và quay về cội phúc, đường chân đạo, Phật Pháp thiền na, dốc thực hành. Thể là gốc, là bản chất của mọi sự vật. Dí như tất cả bàn, ghế, giường, ngựa, vân dân. Thể chất nó bằng cây làm ra các món nữ trang thể chất nó bằng vàng các loại bánh ngọt thể chất nó bằng bột và đường thể chất tốt thì các món làm ra đều tốt bằng thể chất xấu thì cái gì cũng xấu thiền định đặt làm thể nhà tu muốn tiến đến niết bàn trước phải tu thiền định làm căn bản có thiền định được trí huệ mới sáng tỏ và mọi suy nghĩ nói làm đều được trọn lành trọn sáng tiến đến giải thoát bằng thiếu thiền định thì ý nghĩ hay nói làm đều xấu ác quả đạo bất thành trí tuệ đặt làm mạng người tu khi trí huệ được sáng tỏ từ ấy mạng sống nương theo trí huệ mà vào niết bàn không hề sai lệch như người đi đêm có đèn đuốc không làm đường hay va chạm vào cây đá làm thiệt hại thân mạng. Chú thích Trí tuệ Phản ngữ Pratnya Phiên âm bát nhã Dịch là trí tuệ hay trí huệ Hiểu rành các việc về hữu vi hình tướng, gọi là trí Thông suốt mọi lẽ, mọi pháp về nội tâm, vô vi, gọi là huệ hay tuệ trí linh mẫn, sự thông minh sáng suốt về mặt thiên liêng, tinh thần của mỗi người. Câu hỏi 6. Tại sao trong chánh mạng nói linh hồn nhập liên hoa tự tánh mà không nói nhập liên hoa cõi cực lạc? Linh hồn nhập liên hoa Thần thức được hòa vào bản lai thanh tịnh tự tánh Ý nói khi tâm hồn nhà tu được vào thể thanh tịnh thì đối với các cảnh tượng lành dữ hay danh lợi tình vân vân tâm mình vẫn an nhiên tự tại cũng như hoa sen dầu sống trong bùn vẫn không bị bùn làm hoen ố cư trần bất nhiễm lẫn tục đừng mê siêu sanh vào cõi niết bàn cũng gọi là nhập niết bàn tức là siêu thoát vào cõi bất sanh bất diệt. Người tu thiền định được, tuy còn mang sát phạm như bao nhiêu kẻ khác, nhưng tâm hồn đã dứt sạch hoặc nghiệp phiền não, sanh tử luân hồi, nên gọi là vào Niết Bàn. Đức Thầy từng nói, cảnh Niết Bàn là nơi cứu cánh, về chốn ni, xa lánh hồng trần. Hoặc là Niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Câu hỏi 7. Hãy định nghĩa chánh ngữ và tà ngữ. Chánh văn. Chánh ngữ, lời nói chân thật, lục căng làm cho con người nhiễm lục trần. Vì muốn nuôi dưỡng xác thân nên mới sanh ra các điều ham hú là nguồn cội các tội lỗi trong những tội lỗi ấy cũng có nghiệp chướng của miệng lưỡi. Lưỡng thiệt làm cho thiên hạ bất hòa nhau. Ỷ ngôn, lời chửi mắng kẻ dưới tay. Ác khẩu, tiếng độc ác tục tằng chửi rủa thần thánh. Giọng ngữ, nói láo, nói huyễn hoặc. Hãy tập lời nói mình cho chân chánh, đúng với sự thật hãy bỏ hết những xảo ngôn tráo chát những tiếng thô lỗ cọc cằn phàm những khi bàn luận việc chi phải nói tỏ tường ngay thẳng đối với kẻ dưới bề trên lời nói phải cho hiền lương đức hạnh và những sự khuyên dạy chỉ bảo kẻ khác làm theo lẽ phải đều có ích lợi cho chúng sanh và đều hạp với tinh thần đạo đức câu hỏi 8. nguyên nhân nào sanh tà ngữ và dạ. hành trạng tà ngữ ra sao định nghĩa chánh ngữ lời nói chơn chánh thành thật tà ngữ lời nói xảo ngôn dối trá tà dậy nguyên nhân sanh tà ngữ người sống theo tà ngữ vì muốn nuôi dưỡng xác thân mới sanh ra các lời nói tà vậy. chính nó là nguồn cội của các tội lỗi nên gọi là nghiệp chướng của miệng lưỡi việc tráo chát ấy là nguồn cội lời xảo ngôn do đó mà ra lời đức thầy hành trạng hành trạng của tà ngữ có bốn phần thứ nhất lưỡng thiệt làm cho thiên hạ bất hòa nhau thứ hai ỷ ngôn lời chửi mắng kẻ dưới tay thứ ba ác khẩu tiếng độc ác tục tăng chửi rủa thần thánh thứ tư giọng ngữ nói láo nói huyễn hoặc câu hỏi 9 người nói không chánh ngữ có tai hại gì và dạ, muốn được chánh ngữ phải làm sao tai hại người còn tà ngữ tất còn dương mang các họa hại thứ nhất bị mọi người chán chê xa lánh thứ hai chư thiên và thần thánh không ủng hộ thứ ba gây nhân luân hồi quả báo từ đời này sang đời khác rồi đời khác nữa hành chánh ngữ để thi hành chánh ngữ đức thầy dạy thứ sáu chánh ngữ liệu toan nói năng điều chánh thì an chứ gì hoặc là câu chánh ngữ lòng son ghi tạc tiếng luận bàn ngay ngắn tỏ tường nói những điều đức hạnh hiền lương chớ thêm bớt mà mang tội lỗi do đó nhà tu phải chuyển đổi ngôn ngữ từ tà ra chánh thứ nhất hãy tập sửa lời nói mình cho được chơn chánh đúng với sự thật. Thứ hai, chưa bỏ những tiếng xảo ngôn tráo chát, thô lỗ, tục tăng. Thứ ba, khi bàn luận việc chi, phải nói tỏ tường ngay thẳng. Thứ tư, nên khuyên kẻ khác làm theo lẽ phải, đều có lợi ích cho chúng sanh và đều hạp với tinh thần đạo đức. 10. Câu hỏi lợi ích của chánh ngữ như thế nào? Lợi ích Khi hành được chánh ngữ, hành giả sẽ đặng các điều lợi ích. Thứ nhất, khẩu nghiệp thanh tịnh, thứ hai, được mọi người tin tưởng nghe theo, thứ ba, chư thiên và quỷ thần thường ủng hộ. Xưa có một nhà sư đang ngồi thiền định, thấy hai sa di đang trò chuyện trước hành lang chùa, còn các thiên thần kẻ quỳ, người ngồi chung quanh, lắng nghe một cách cung kính. Lát sau, thấy họ phun nước miếng, tỏ vẻ khinh bỉ, rồi bỏ đi. Khi xuất định, sư kêu hỏi. Lúc nãy hai người nói chuyện gì thế? Hai sa di không dám giấu. Vì biết thầy đã đắc nhãn quan, nên nói thật lúc đầu chúng tôi thảo luận bài giáo lý mà thầy đã giảng hôm qua kế đó chúng tôi bàn về việc thế tục sư liền kể cho hai đệ tử biết việc bị chư thần khinh bỉ và khuyên từ đây hãy ráng ngăn chừa tà ngữ mà phải luôn nói chánh ngữ thứ tư miệng lưỡi thơm tho ngôn ngữ siêu thắng thuyết phục được nhiều người hướng thiện kết luận. Tóm tắt: Ai hành được chánh ngữ, không còn bị quả báo về khẩu nghiệp, thường nói lời hiền lành đạo đức, đem lại sự lợi lạc cho mọi người, mọi giới và đường về niết bàn cực lạc, không còn bị chướng ngại. Chú thích Lục trần. Xem chú thích chữ Lục trần, Mục chánh tinh tấn, trang 101. Nghiệp chướng xem chú thích chữ nghiệp chướng bài luận về tam nghiệp trang 45 đức hạnh đức là tâm lành từ bi và bình đẳng hạnh là nết tốt cử chỉ đoan trang lễ phép đức thầy dạy tròn đức hạnh mới là báo quý 11 câu hỏi định nghĩa chữ chánh niệm và tà niệm chánh niệm, chánh văn, chánh niệm ghi nhớ sự chân chánh, còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng, dân dân, thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó. Danh lợi, cảm tình, uy quyền, phú quý, dân dân được hàng ngày ghi nhớ. Vì thế, con người mãi mãi lăn lộn trong sáu đường, không thoát khỏi dòng sanh tử. Để thoát chỗ luân hồi, bỏ cuộc đời lầm than hoạn họa, quả, hãy ráng tưởng niệm phương pháp hành đạo bỏ các điều phù phiếm ghi nhớ công lao đức phật đối với quần sanh bia tạc vào lòng những điều phật giáo phải nhớ rằng xác thân do tứ đại đất nước lửa khí tạo thành và sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tan rã đặng vậy ta mới bỏ được các sự xúc động các mối dục tình tránh điều lụy khổ do nó gây nên. 12. Câu hỏi: Hãy định nghĩa chánh ngữ và tà ngữ. Nguyên nhân nào sanh tà ngữ và hành trạng tà ngữ ra sao? 1. Định nghĩa. Chánh niệm là ghi nhớ sự chân chánh. Tà niệm là ghi nhớ sự tà dại như xấu. 2. Nguyên nhân tà niệm Do thất tình lục dục sai khiến Làm cho con người đem hết tâm cơ trí lực phụng sự nó Nên nảy ra sự nhớ tưởng tà dậy như xấu 3. Hành trạng Người còn tà niệm thường ghi nhớ những Danh lợi, cảm tình, uy quyền, phú quý, dân dân Và các điều còn mất, có không Thành bại, thương ghét. Dần dần, không phút nào yên tĩnh. 13. Câu hỏi Người nói không tránh ngữ, có tai hại gì? Và muốn được tránh ngữ, phải làm sao? Tai hại Người sống theo tà niệm, tất còn dương phải tai hại là Niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Nên phải lăn lộn mãi trong sáu nẻo luân hồi không thoát khỏi dòng sanh tử. Hành chánh niệm. Muốn đạt được chánh niệm, nhà tu cần phải thi hành các phương cách như sau: thứ nhất, luôn tưởng niệm những phương pháp hành đạo, gạt bỏ các điều phù phiếm ra khỏi tâm tưởng. Thứ hai, ghi nhớ công lao và lời chỉ dạy của Phật, của thầy. Thứ ba, xét nghĩ đến thân tứ đại giả hợp để lòng không còn chấp trước đức thầy đã dạy tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ vật ở trần như bọt nước làng mây thân ta còn rài đó mai đây của ấy cũng khi tan khi hiệp thứ tư hãy tiến tu để chứng được chân tâm thường trụ bất hoại 14. Câu hỏi: Lợi ích của chánh ngữ như thế nào? Lợi ích Người hành chánh niệm được kết quả. Thứ nhất, đối với mọi trần cảnh, tâm không xúc động và luôn được an nhiên tự tại. Thứ hai, dứt hết cuộc đời lầm than khổ lụy. Thứ ba, tâm hạnh phúc trí càng ngày càng dương lớn khiến ai cũng kính tin kết luận Tóm tắt Người hành được chánh niệm Sẽ đạt quả giải thoát Dứt sanh tử luân hồi Và sớm thành bậc chánh giác Chú thích Thất tình Bảy cái tình trong tâm tưởng con người Tức là Hỷ nộ ai lạc ái ố dục Có nghĩa Mừng, giận, thương, vui, yêu, ghét, muốn bảy cái tình y dưới như bảy con ma hay suối người làm quý. Đức Thầy Hằng khuyên, thắng thất tình giữ dạng đạo trung. Lục dục, sáu điều ham muốn của dòng tâm đối với sáu trần cảnh là sắc, thinh, hương, dị, xuất pháp. Lục dục cũng gọi là sắc trang, tài lợi, danh dị, tư dị, hư vọng tật đố nó ví như sáu con ma hay khơi gợi người đam mê ưa thích làm điều săn bậy đức thầy răng dậy trừ lục dục chữ cho ô nhiễm tâm cơ cơ mưu riêng trong lòng trí não trí óc nói riêng về sự hiểu biết tính toán sáu đường nghĩa của chữ lục đạo cũng gọi là sáu nẻo luân hồi gồm có cõi trời, cõi người, cõi thần, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Đức Thầy có câu, luân hồi sáu nẻo, khôn lần bước ra. Phù phím, bân quơ, không thiết thực. Xúc động, động lòng, mũi lòng, cảm động nhiều. Lụy khổ, tai hại khổ sở. 15. Câu hỏi định nghĩa chánh định và tà định chánh định chánh văn chánh định suy gẫm chân chánh con người thường hay có những ý định làm cho mình được sáng thêm lên được giàu thêm lên được sung sướng thêm lên nghĩa là những ý định hoàn toàn nhỏ nhen thấp thỏi họ không hiểu rằng Cuộc đời là giả tạm, nay dày mai khác. Thân thế lạc luân, của cải gia tài như đám phù dân trước gió. Nước bọt, mây bèo. Những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này rồi đến người khác. Rồi đến người khác nữa. Nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Thế mà, họ vẫn cuốn cuồng tâm trí theo bả lợi danh, mùi phú quý, đi theo những vật dụng tiểu ti eo hẹp. Họ không chịu hiểu rằng, ngoài kiếp vụ du của trần thế, có cái gì không di, không dịch, vĩnh viễn trường tồn. Nếu lấy sự thiền định mà phá tan màn u minh che phủ, thì thấy rằng ở cảnh ý, con người sẽ hết buồn, hết khổ, hết quả báo luân hồi. Và khi ta dùng sự chánh định, dẹp bỏ hết các sự phiền não rầu buồn, phá tan các làn sóng thị dục lùi kéo vào những nẻo tà, tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng như trăng rằm, một màu sáng suốt, không nhiễm ô cảnh ngoại. Dứt tuyệt hết sự phàm trần, lần bước đi đến cõi giải thoát. 16. Câu hỏi Lý do nào sanh tà định và người sống theo tà định tai hại như thế nào? một Định nghĩa Chánh định là suy gẫm chân chánh tốt lành. Tà định là suy gẫm tà dạy, lầm lạc, nhơ xấu. 2. Nguyên nhân tà định Do lòng ích kỷ, muốn hưởng mọi dục lạc giả tạm trong cõi trần mới sanh ra tà định. 3. Hành trạng Tâm trạng của người sống theo tà định Thứ nhất, thường có những ý định làm cho mình được cao sang, giàu có, sung sướng và sáng biết nhỏ nhen, thấp thỏi. Thứ hai, không nhận thấy cuộc đời tạm giả, đổi dời, thân vô thường theo định luật, sanh, già, bệnh, chết, mà cả nhân loại không một ai thoát khỏi. 4. Tai hại Người còn tà định thì tâm trí mãi cuốn cuồng theo bả lợi danh, mồi phú quý, chạy theo những giặc dụng tiểu ti eo hẹp, nên mãi gây nghiệp trần mê, luân hồi sanh tử. 17 Câu hỏi Muốn được chánh định ta phải làm sao? Và hành chánh định được lợi ích gì? Hành chánh định Muốn tu cho đạt được chánh định Hành giả phải thực hiện các điều Thứ nhất Hãy suy gẫm nhận xét Ngoài cảnh phù du trần thế Còn có cảnh bất sanh bất diệt Vĩnh viễn trường tồn Thứ hai, cõi siêu phàm ấy không còn buồn khổ hay quả báo luân hồi thứ ba hãy thiền định để phá tan màn vô minh phiền não và các làn sóng thị dục về pháp thiền định đức thầy dạy thứ tám chánh định chớ lầm từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên ngồi đâu cũng định mới nên đừng cho công việc hớ hên với người Hoặc là Một chánh định thật là rất khó Giữ tấm lòng bất động như như Cho hồn linh yên lặng an cư Thì mới được hoàn nguyên phản bổn 6. Lợi ích Người hành được chánh định sẽ đặng nhiều lợi ích đáng kể Thứ nhất, bên trong tâm chẳng còn sao động các món phiền não tiêu tan trí tỏ rạng như trăng rằm một màu sáng suốt nội quan cảnh tâm vô kỳ vật lời đức thầy thứ hai bên ngoài không duyên nhiễm theo các trần cảnh tuy sống chung với mọi người mọi hoàn cảnh nhưng lòng vẫn như như bất động tự tại giải thoát ngoại quan hình bất chấp kỳ hình lời Đức Thầy. Kết luận Tóm lại, khi hành được chánh định, tâm ta chẳng còn loạn động vì phiền não gây ra. Lúc nào cũng thanh tịnh sáng suốt, thấy biết phân tách giảng pháp được rõ ràng, như thấy chỉ tay trong bàn tay và chứng đại định niết bàn. Tổng kết về bát chánh đạo. Đại khái Bát Chánh Đạo là một trong tứ diệu đề, là tám pháp đạo phần trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo, là pháp tu căn bản duy nhất của các bậc Bồ Tát và La Hán. Khi xưa Đức Phật đã di chúc, nơi nào có Bát Chánh Đạo là Chánh Đạo, nơi nào không có Bát Chánh Đạo là tà đạo. Cho nên ngày nay Đức thầy mới bảo. Chữ bát chánh rõ ràng trong giấy là chân truyền của Đức Thích Ca. Do đó, người tu Phật hiện nay không một ai chẳng trì hành bát chánh đạo. Chú thích, lạc luân, lưu lạc rài đây mai đó, hoặc lên xuống theo bánh xe luân hồi. Phù dân, nghĩa là mây nổi, ý chỉ cái gì không bền chắc, thấy đó rồi mất đó. Đức Thầy có câu Cuộc phù dân phú quý nay mai Luân giới chuyển dời qua đổi lại Phù du Một thứ côn trùng nhỏ như chuồng chuồng bay trên mặt nước Tối lại thì ánh sáng của bóng đèn bay quanh theo Rồi bị lửa nóng chết Y nói kiếp sống con người quá ngắn ngủi dù có tham luyến vật chất tiền tài cũng chẳng hưởng lâu bền, Mà lại phải chết vì nó. Đức Thầy đã nói, Con phù du hững hờ nào biết, Thấy bóng đèn thì quyết chung vô. Thảm thương thay, chết héo chết khô, Nhìn đèn nọ thấy mồ phù vũ, Kệ khuyên trần đã mãn mùa thu, Đeo danh lợi như con vật ấy bả lợi danh. Bả là đồ ăn có tẩm thuốc độc. Y nói ai tham danh lợi như người tự uống thuốc độc mà chết. Mùi phú quý Cũng giết là mồi phú quý. Y nói sự phú quý vinh hoa như miếng mồi có mùi thơm, tức có lưỡi câu trong đó. Ai tham phú quý như cá tham mồi thì phải mắc câu, tức có hại. Không di không dịp chẳng dời chẳng đổi chỉ cho cái gì còn hoài không mất ám chỉ chương tâm vô tướng u minh tối tâm mù mịt cũng gọi là vô minh phiền não hán học giải là buồn rầu lo sợ sân si phật học giải là cái vọng niệm tà quý sai lầm phiền não kể ra có vô lượng nhưng tóm tắt lại gồm có ba món căn bản là tham sân si nguồn gốc nảy sanh vô vàng trần lao phiền não khác trong bài các câu chú đức thầy có dịch nghe chuông phiền não tiêu tan bồ đề tâm mở trí toan huệ màu trân trọng kính mời quý vị quý phật tử và chư quý đồng đạo tìm hiểu giáo lý căn bản bài 7 Phần 2 của quyển 6 Môn nghi thức và thờ cúng giới luật của một tín đồ Phật giáo hòa hảo Nam Mô A Di Đà Phật